Đây là Labubu, một món đồ chơi có cái tai dài, răng nhọn, nhiều lông, đã khuynh đảo giới trẻ suốt thời gian qua. Để mua được nó theo diện chính hãng, bạn đoán con số sẽ là bao nhiêu tiền? Dao động quanh 2 triệu đồng, thậm chí có thể đốt lên hàng chục triệu đồng nếu đó là con Labubu hiếm. Những con số chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải đắn đo. Thế nhưng bất chấp giá thành không hề dễ chịu, rất nhiều bạn trẻ vẫn sẵn sàng chạy theo trào lưu, thậm chí còn không tiếc tiền để tậu hẳn một bộ sưu tập. Nhưng nếu chỉ mất vài chục ngàn, vài trăm ngàn đồng mà vẫn có thể sở hữu một con Labubu thì sao? Đó là cách mà các nhà bán hàng trên TikTok đang tổ chức những phiên livestream quay số trúng thưởng. Người chơi sẽ chuyển tiền rồi hồi hộp chờ xem mình có may mắn được nhận món quà này hay không. Tuy nhiên, đây lại được xem là một hình thức cờ bạc trá hình, biến tướng và ăn theo trào lưu Labubu đã gây sốt. Vậy trào lưu đồ chơi quái vật Labubu đang thực sự diễn ra như thế nào? Ngay sau đây, các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu trong video này. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Labubu hay còn gọi là quái vật thỏ, một tạo hình nhân vật được sáng tạo bởi nghệ sĩ người Hồng Kông Ca Sinh Lung vào năm 2015. Nhân vật này được lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu với ngoại hình độc đáo, tai dài, hàm răng nhọn, đôi mắt tròn và nụ cười nham hiểm. Tuy là một quái vật, nhưng Labubu lại đem đến cho khán giả cảm giác hài hước, cá tính, khiến nhiều người yêu thích. Sau đó Popmark, công ty đồ chơi nghệ thuật và mô hình nổi tiếng toàn cầu đã thu nạp Labubu về đội quân của mình. Ban đầu Labubu đơn thuần chỉ là một món đồ chơi trưng bày, trang trí, thỏa mãn đam mê sưu tầm của riêng giới chơi đồ chơi nghệ thuật. Bước ngoặt chỉ đến từ đây, bức ảnh Lisa của Blackpink đập hộp bộ sưu tập nhân vật Labubu. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng liên tục lăng xê quái vật thỏ trên trang cá nhân như một fan girl thực thụ. Ban đầu biến Labubu trở thành trò chơi được dân tình săn lùng giáo giết. Theo The Nation Thái Lan, toàn bộ hàng hóa liên quan đến Labubu trên website liên tục cháy hàng. Người mua chỉ có thể mua nhượng lại từ các hội nhóm hoặc tìm đồ cũ. Ở Việt Nam, các hội nhóm trao đổi, mua bán Labubu có hơn 80.000 thành viên, hoạt động sôi nổi mỗi ngày. Theo báo cáo tài chính của Popmark, chủ sở hữu đồ chơi nghệ thuật Labubu cho biết, riêng doanh thu nửa đầu năm nay đã tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 639 triệu đô la Mỹ. Bí kíp tiếp theo thúc đẩy sự thành công của Labubu là sự ra đời của Blindbox. Blindbox là một chiếc hộp ngẫu nhiên mà bạn không biết mình sẽ nhận được đồ chơi nào cho đến khi mở hộp. Vì vậy Labubu đã tạo nên ma lực, hấp dẫn người chơi trải nghiệm, thu nhập, rồi tới độ bất ngờ. Nổi bật nhất có thể kể đến là Hoa hậu Kỳ Duyên, người sở hữu bộ sưu tập Labubu Macaron phiên bản 1, Jimomo 58cm đang rất hot. Cô hiện đang có hơn 10 con Labubu với các loại, giá rẻ nhất là 800.000 đồng, đắt nhất là khoảng 10 triệu đồng. Ở Việt Nam, các bạn trẻ còn xếp hàng dài trước cửa trung tâm thương mại từ sớm, thậm chí là xuyên đêm, vạ vật để đợi mua được thú Labubu. Trước cơn sốt tiền tỷ mà Labubu mang lại, những tranh cãi về công dụng, giá trị, chi phí của món đồ chơi nghệ thuật này nhanh chóng trở thành chủ đề sôi nổi của mạng xã hội. Trong khi nhiều bạn trẻ phát cuồng vì Labubu, thì có người cho rằng đây là món đồ chơi vô bổ, tốn tiền bạc, thời gian và chẳng có ý nghĩa gì. Vì là cơn sốt nên sẽ không tránh khỏi nguy cơ sớm nở chóng tàn, mang tính chất phong trào. Một số bình luận rằng với 2 triệu bỏ ra để sở hữu một con Labubu, thà cầm tiền đó đi ăn uống còn có ích hơn. Tuy nhiên cũng có người bày tỏ sự ủng hộ bởi đây là sở thích cá nhân mà giới trẻ lựa chọn để thư giãn, tìm kiếm niềm vui. Không phải ai cũng có điều kiện để bỏ tiền ra vài triệu đồng, thậm chí là cả chục triệu để săn lùng các quái vật Labubu. Vậy nên để đánh vào tâm lý mong muốn mua được giá rẻ của nhiều người, trên mạng xã hội đang xuất hiện hình thức quay xổ số để trúng Labubu. Thông qua việc theo dõi các phiên livestream trên nền tảng TikTok, người chơi sẽ chọn các con số ngẫu nhiên theo luật của chủ phiên live, chuyển tiền vào tài khoản rồi hồi hộp chờ kết quả bốc thăm. Tuy nhiên theo đại diện cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, việc huy động tiền và bốc thăm có thưởng có thể là dấu hiệu của hành vi đánh bạc, cần sự giám sát chặt chẽ. Thông qua hình thức quay số rút thăm hay còn gọi là raffle này, chủ phiên livestream sẽ thu lợi gấp nhiều lần số tiền đầu tư ban đầu. Lấy ví dụ, một con Labubu trên thị trường có giá khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên người tổ chức quay thưởng có thể bán vé quay hàng trăm người chơi với số tiền dao động vài chục ngàn đồng. Như vậy, chỉ với số tiền 2 triệu ban đầu mua hiện vật, người tổ chức quay raffle có thể thu về lợi nhuận gấp đôi, thậm chí là gấp 3.
Trong khi đó, sau cùng, chỉ có duy nhất có một người trúng giải. Còn những người chơi với tâm lý chỉ cần tốn vài chục ngàn đồng đã có thể có cơ hội xử một em Labubu, thay vì bỏ ra tiền triệu nên đã đổ xô tham gia chơi. Cả phiên livestream có chứa các từ ngữ về bán hàng, quay số trúng thưởng hầu như đều bị TikTok cấm và chặn. Tuy nhiên, những người tổ chức quay raffle đã khéo léo lách luật bằng cách sử dụng từ ngữ lồng ghép để né tránh. Ví dụ như số tiền sẽ được gọi là số cá, round là vòng chơi. Chuyển khoản và số tài khoản ngân hàng lần lượt được nói tránh bằng các từ tinh tinh và nhà bánh. Càng ngày càng có những mánh khóe tinh vi để tránh bị TikTok sờ gáy. Các phiên livestream quay số trúng Labubu được hô biến thành các lớp học. Người chơi là học sinh, mà muốn học thì phải đóng tiền. Các bạn trẻ giấu tên chia sẻ, bạn tham gia chơi raffle mỗi ngày, bỏ ra ít nhất 20.000, nhiều nhất là 200.000. Với tâm lý còn thở là còn gỡ, một số bạn trẻ sẽ chơi đến khi nào trúng được Labubu mới thôi. Vậy từ con số chỉ vài chục ngàn bỏ ra ban đầu, nhiều người đã tiêu tốn cả triệu đồng cho các phiên livestream quay thưởng. Người ta coi đó là một hiệu ứng tâm lý, khi càng chơi lại càng gây nghiện, giống như một hình thức biến tướng của cờ bạc trá hình. Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Công an thành phố đã nắm được phương thức hoạt động, cách thức tổ chức trò chơi Labubu. Việc bán thú nhồi bông Labubu hay bất kỳ sản phẩm nào với hình thức như đã nêu là dấu hiệu của hành vi đánh bạc. Nếu tổng số tiền tham gia một lần chơi từ 5 triệu đồng trở lên, số lượng người tham gia từ 10 người trở lên sẽ cấu thành hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với cả người bán và người mua. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tổ chức thu thập tài liệu về hoạt động này để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp có vi phạm. Biến tướng cờ bạc là một chuyện, trào lưu Labubu còn kéo theo những vụ lừa đảo biến nhiều người thành nạn nhân. Một số người bán mồi chài người mua đặt cọc, sau đó chặn số hoặc xóa luôn trang bán hàng, trang cá nhân. Theo chia sẻ, sức hút của hot trend săn Labubu khiến nhiều bạn trẻ nhẹ dạ cả tin liên hệ một trang Facebook bán với giá là 450.000 đồng, do người bán quảng cáo là giá xỉ. Cuối tháng 8 vừa rồi, khi shipper giao hàng đến, bạn đã không kiểm tra hàng cẩn thận trước khi nhận. Đến khúc khui hàng, bạn mới nhận ra Labubu mà mình mua với giá 450.000 đồng là hàng pha kè, giá trị thực chỉ vỏn vẹn 50.000 đồng. Khi bạn trẻ này tìm cách liên lạc với người bán thì tài khoản đã bị khóa từ lâu, số điện thoại liên lạc cũng không gọi được. Ban đầu Labubu chỉ đơn giản là một món đồ chơi nghệ thuật, nếu ai thích muốn sở hữu thì cứ bỏ tiền mua về, một điều rất bình thường và chẳng có ai có quyền cấm cản, đặc biệt là với giới sưu tầm đồ chơi nghệ thuật. Chuyện họ mua hàng chục, hàng trăm con quái vật Labubu cũng là chuyện bình thường. Số tiền hay giá cả có thể là quá tầm chi trả với người này, nhưng lại là chuyện đơn giản với người kia. Tuy nhiên, theo thời gian, vì sự phát triển quá mạnh mẽ, Labubu đã không thể tránh khỏi những làn sóng tranh cãi trái chiều. Càng hot thì càng kéo theo nhiều chiêu trò biến tướng đi kèm. Những phiên livestream quay số trúng thưởng, những hành vi lừa đảo là những ví dụ điển hình. Vậy nên điều quan trọng nhất vẫn nằm ở nhận thức và ý thức của mỗi người. Hãy để Labubu là một trò chơi, chứ đừng thần thánh hóa một cách quá đà.